Bất động sản Thanh Nhã Land rất vui khi lại được gặp quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư tại một video tiếp theo tại thị trường bất động sản thành phố Đà Lạt. Hiện tại thì Nhã đang có mặt tại ngay ngã ba đường Phù Động Thiên Vương và đường Vạn Hạnh thuộc phường 8 của thành phố Đà Lạt. Và ngay ở vị trí này thì chúng ta sẽ cách trung tâm ngã năm đại học rơi vào tầm là 1 km nếu như mà chúng ta di chuyển theo hướng là đường Phù Động Thiên Vương. Đối diện của chúng ta đó chính là trụ sở của công an phường 8. Và ngay bên tay phải đó chính là trung tâm y tế của phường 8, thành phố Đà Lạt. Và ngày hôm nay thì Nhã sẽ giới thiệu cho quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư một con đường. Con đường nằm ngay kế bên trung tâm y tế phường 8, đó chính là con đường Trần Quang Khải. Và Nhã sẽ quay cho quý anh chị xem toàn bộ từ đầu đường cho tới cuối đường Trần Quang Khải để giới thiệu cho quý anh chị và các nhà đầu tư xem thử là trong cái con đường này thì cái môi trường sống, cái con người và cơ sở hạ tầng trong con đường này thì như thế nào. Kèm theo đó thì Nhã sẽ giới thiệu một số sản phẩm bất động sản hiện có mặt trên con đường này. Xét về vị trí thì đây có thể được xem như là trung tâm của thành phố Đà Lạt. Tại vì là từ vị trí con đường Trần Quang Khải này thì chúng ta sẽ cách ngã năm đại học chỉ rơi vào tầm là 1 km, và xa hơn thì chúng ta sẽ cách trung tâm chợ đêm của thành phố Đà Lạt chỉ rơi vào tầm là 2 km thôi, khá là gần. Ngoài ra thì con đường này cũng sẽ cách khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu cũng chỉ rơi vào tầm là 500 m. Và sản phẩm đầu tiên mà Nhã giới thiệu cho quý anh chị khách hàng đó chính là một lô đất nằm trên một con hẻm bê tông 3 m, ô tô ra vào thoải mái, của đường Trần Quang Khải. Và lô đất này có một điều đặc biệt, đó chính là về giá. Hiện tại thì giá của lô đất này đang cực kỳ rẻ đất xây dựng, tuy nhiên thì mức giá chỉ là từ 30 triệu đồng trên 1 m². Và đây chính là sản phẩm đầu tiên mà Nhã sẽ giới thiệu cho quý anh chị khách hàng. Một lô đất có tổng diện tích đất là 222,5 m², ngang 10 m và sâu vào là 22,5 m. Trong đó thì chúng ta sẽ có là 200 m đất xây dựng, còn lại thì có 22,5 m là đất nông nghiệp. Và chúng ta sẽ tiến vào sau để xem thử xem là cái đuôi của lô đất thì sẽ là cuối điểm cuối cùng của hai cái căn nhà hai bên, và đầu đuôi của lô đất thì đều là 10 m đất vuông vức, không hề bị tóp hậu. Và xung quanh thì chúng ta cũng đã thấy là nhà cửa cũng đã khá là nhiều. Lô đất này thì sẽ là đất biệt lập, và đại đa số các cái sản phẩm đất trên con đường Trần Quang Khải thì đều là đất biệt lập, mật độ xây dựng sẽ là 60%. Và giá của lô đất đầu tiên mà Nhã giới thiệu chỉ là 6,4 tỷ đồng cho 222,5 m², tương đương là chỉ 30 triệu đồng trên 1 m², một mức giá mà trong cái khu vực đường Trần Quang Khải này thì lô đất này được xem như là một trong những lô đất mà có mức giá thấp nhất tại cái con đường này. Và chia tay cái sản phẩm đầu tiên với một cái mức giá có thể nói là rất là cạnh tranh, cực kỳ thích hợp cho quý anh chị khách hàng có thể là mua đầu tư, hoặc là có thể là mua để mà xây villa để nghỉ dưỡng cũng khá là hợp lý với mức giá Nhã đánh giá là khá là ưu đãi. Thì bây giờ thì Nhã sẽ lại tiến lên cái mặt đường chính Trần Quang Khải để tiếp tục giới thiệu cái đoạn đường còn lại của con đường này cũng như là một số cái sản phẩm bất động sản tiếp theo. Con đường Trần Quang Khải này thì là cái con đường có một điều đặc biệt, đó là khá là tương đồng với là con đường Vạn Hạnh mà hồi nãy Nhã đã đứng ngay tại ngã ba, và Nhã cũng đã có một cái video giới thiệu cái con đường Vạn Hạnh để gửi tới cho quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Hai con đường này có một cái điểm tương đồng, đó chính là có một cái hình dạng hình vòng cung, và điểm đầu cũng như điểm cuối của hai con đường thì đều giao với lại là đường chính, đường Phù Đổng Thiên Vương. Điểm đầu sẽ là giao ngay cái ngã ba mà Nhã đã giới thiệu cho quý anh chị khách hàng, và điểm cuối thì cũng sẽ giao với đường Phù Đổng Thiên Vương, cách cái điểm đầu chỉ rơi vào tầm là 500 m thôi. Và tổng chiều dài của con đường Trần Quang Khải này thì sẽ là 1,2 km. Hai bên con đường Trần Quang Khải này thì chúng ta có thể thấy là đất trống khá là nhiều, và chủ yếu là đất trống và những căn villa. Tại vì là cái mật độ xây dựng ở trên con đường Trần Quang Khải này là 60%, cho nên là đa số thì gia chủ sẽ là xây những căn villa để nghỉ dưỡng hoặc có thể là để khai thác du lịch, cũng rất là ok. Rồi và tiếp theo thì Nhã sẽ lại rẽ phải để tiến xuống một con đường vừa mới được trải nhựa, con đường rộng lên tới 7 m, để tiếp tục giới thiệu cho quý anh chị khách hàng.
thêm hai sản phẩm, hai lô đất biệt lập với diện tích khá là lớn. Tuy nhiên thì mức giá thì cũng khá là lớn so với cái sản phẩm đầu tiên. Và đây chính là dãy 3 lô đất mà Nhã sẽ giới thiệu cho quý anh chị khách hàng. Trong đó thì đã có một lô là đã có chủ và còn lại hai lô đất. Đây là 3 lô đất nằm ngay bên tay trái của chúng ta đây. Một lô đất Nhã sẽ giới thiệu đó chính là lô ở giữa, có diện tích là 323m², ngang 11m. Lô đất này thì hiện đang có giá là 12,5 tỷ, vẫn còn thương lượng. Đây, ngang từ cái bờ đá bên tay trái qua tới cái bờ đá bên tay phải 11m, và sau vào là hơn 30m, thì tổng diện tích sẽ là 323m², trong đó sẽ có 250m² đất xây dựng, còn lại sẽ là đất nông nghiệp. Còn cái lô ở ngay bên tay phải của Nhã thì sẽ có diện tích là 352m², ngang 12m và sâu vào là cũng hơn 30m, trong đó cũng sẽ có sẵn là 250m² đất xây dựng và mức giá là 12,5 tỷ đồng chốt giá. Còn cái lô 323m² thì mức giá sẽ là 12,5 tỷ đồng, vẫn còn thương lượng cho quý anh chị khách hàng thiện chí quan tâm. Chia tay hai cái sản phẩm, hai lô đất với mức giá hơn 12 tỷ đồng thì bây giờ Nhã sẽ tiếp tục tiến lên con đường chính, đường Trần Quang Khải, để giới thiệu thêm cho quý anh chị khách hàng một vài sản phẩm nữa. Và cái sản phẩm tiếp theo mà Nhã giới thiệu cho quý anh chị khách hàng đó chính là một cái căn nhà mặt phố, một căn nhà rất là thích hợp cho quý anh chị khách hàng vừa ở vừa có thể là kinh doanh hoặc là cho thuê lại để khách hàng kinh doanh cũng rất là hợp lý. Căn nhà sẽ có hai mặt tiền đường chính với bề ngang lên tới là 8,5m, cực kỳ thích hợp cho chúng ta, thuận tiện là kết hợp vừa ở vừa kinh doanh. Và ngay bên tay trái của Nhã đây đó chính là căn nhà cấp 4, hai mặt tiền đường chính đường Trần Quang Khải với tổng diện tích là 127m². Căn nhà này thì sẽ có bề ngang là 8,5m và sâu vào là 15,5m. Hiện tại thì căn nhà chỉ là một căn nhà cấp 4 thôi, nó sẽ có là hai mặt tiền, cái mặt tiền đường chính và mặt tiền đường hông ở phía bên tay phải đây. Phía trong thì căn nhà sẽ có kết cấu là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, với đó là một cái khoảng sân để kinh doanh và một nhà bếp, một cái phòng khách. Và cái con hẻm mà kế bên cái căn nhà này thì sẽ thông lên đường chính, đường Phù Động Thiên Vương luôn. Và tí xíu nữa thì nếu như Nhã di chuyển trên con đường chính, đường Phù Động Thiên Vương thì sẽ có cái con hẻm mà dẫn xuống cái căn nhà này, rất là thuận tiện cho chúng ta di chuyển để tiếp cận được với cái căn nhà. Và hiện tại thì căn nhà đang cho khách hàng thuê với mức giá là 15 triệu đồng. Và mức giá hiện tại từ gia chủ đưa ra cho căn nhà này là 12,5 tỷ đồng, vẫn còn thương lượng cho quý anh chị khách hàng thiện chí quan tâm. Ngay bên tay phải, quý anh chị có thể thấy đó chính là một căn khách sạn đang được xây dựng khá là lớn, khá là hoành tráng, bề thế, và hứa hẹn tương lai gần thì đây sẽ là căn khách sạn lớn nhất tọa lạc trên con đường Trần Quang Khải này. Và rất là nhanh thôi, đầu đường Phù Động Thiên Vương đã hiện trước mặt của quý anh chị khách hàng. Ngay bên tay trái đó chính là một khoảng hoa dạ quỳ đang trong quá trình nở. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Đà Lạt không được nắng cho nên là dạ quỳ cũng không được rực rỡ cho lắm. Đây, dạ quỳ rất là nhiều, rất là đẹp. Và rất là nhanh thôi thì chúng ta đã tiếp cận được với đường chính, đường Phù Động Thiên Vương, điểm giao nhau cuối cùng trên đường Trần Quang Khải. Và theo hướng này thì chúng ta sẽ tiếp cận được với khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, chỉ rơi vào tầm 500m. Còn nếu như chúng ta rẽ trái thì sẽ di chuyển được với cái ngã rẽ đầu tiên của đường Trần Quang Khải, cũng như là xa hơn sẽ là ngã năm đại học và trung tâm chợ đêm của thành phố Đà Lạt. Và ngay bên tay trái của Nhã đây, ngay con hẻm sát bên cái căn nhà sắt đang làm đây, sẽ là con hẻm dẫn xuống cái căn nhà 12,5 tỷ đồng mà Nhã đã giới thiệu cho quý anh chị khách hàng vào cách đây chưa đầy một phút. Và vừa rồi thì Bất Động Sản Xanh Nhã Len đã giới thiệu cho quý anh chị khách hàng toàn bộ con đường Trần Quang Khải thuộc phường 8 của thành phố Đà Lạt, cũng như là một số sản phẩm bất động sản hiện có mặt tại con đường này. Mọi thông tin chi tiết thì Nhã có để dưới phần mô tả của video này, thì nếu như mà quý anh chị khách hàng quan tâm
có thể là xem dưới phần mô tả và phía dưới video. Hoặc quý anh chị khách hàng có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Nhã để trên màn hình, hoặc là cũng có thể là comment vào phía dưới video này, thì Nhã sẽ tiếp nhận toàn bộ và ý kiến của khách hàng, và Nhã sẽ tư vấn cụ thể hơn cho chi tiết từng sản phẩm mà quý anh chị khách hàng quan tâm. Một lần nữa thì Bất Động Sản Thanh Nhã Land rất cảm ơn quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh. Quý anh chị hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để cùng Nhã đến với những sản phẩm chất lượng tiếp theo tại thị trường bất động sản thành phố Đà Lạt. Một lần nữa thì Nhã cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào các video sau.